Alo. Alo. Hello mấy đứa. Có bạn nào thấy cô chưa nào? Ok, hello mấy đứa. Hello các bạn 2K8, các bạn nào vào chưa mấy đứa? Bạn nào vào rồi lên tiếng cô biết với nào. Rồi, hello các bạn. Hôm nay buổi đầu tiên live cho học sinh 2K8 nhé, mong là các bạn sẽ tham gia đầy đủ nào. Không biết có ai vào chưa? Rồi các bạn đợi một chút nhé. Rồi, hôm nay chúng ta cùng cô học khóa 11 dành cho học sinh 2K8 buổi live đầu tiên. Buổi live đầu tiên chắc là sẽ rất là ít bạn tham gia đúng không? Rồi, các bạn đợi một chút nhé. Các bạn khác vào rồi cô bắt đầu. Cô bắt đầu dạy, được chưa? Ok, hello Trung Kiên. Trung Kiên 2K6 đúng không? Ok, hello Trung Kiên nhé. Rồi, cảm ơn Trung Kiên nè. Rồi. Hello Hải Long, Hải Long 2K6, 2K7 đúng không? Rồi. Hôm nay chúng ta học buổi đầu tiên của khóa lớp 11, 2K8. Không biết là trên fanpage của cô có bạn nào 2K8 không nhỉ? 2K8 mà cái bay này của cô mới lấy lại nên là không biết là 2K8 có thấy cô không? Chào bạn Ánh Hồng nè. Rồi các bạn đợi cô nhé, cô chờ cô một chút. Các bạn đợi cô một chút rồi cô bắt đầu nhé. Đợi các bạn vào một chút rồi cô trò chúng ta bắt đầu ha. Hello bạn Thiên Thiên nào, bạn Cao Khánh Chi nào. Rồi.
Ok. Bạn hài lòng mai em học hai tiết khóa vô xem ké cho có động lực hả? À, 2K7 đúng không? Rồi. Là học hai tiết khóa đầu tiên trong năm học mới hay sao Long? Hay là học rồi? Bạn Huy nào? Ok, hello đó. Rồi hôm nay tự nhiên cô đang cô quên mất tiêu, đó là cái bay này của cô là nó mới lấy về nên nó đang bị mất cái gì ta, nó bị mất cái lượt gọi là đề xuất ấy mới đó, cho nên là nhiều khi cô like là trên bay là đã ít học sinh 2K8 rồi đúng không, và lại like lúc lúc này nên là nhiều khi các bạn lại không thấy, cho nên các bạn đợi cô một xíu nhé, cô đang share vô các nhóm một chút nè, hôm nay bắt cập một chút. Rồi, ok, chờ thêm 2 phút nữa rồi chúng ta bắt đầu nhé. Tâm sự một chút nào. Các tỉnh miền Bắc thì theo cô đọc báo là đang đang có lũ lụt đó các bạn. Thì các bạn có điện lại hết chưa? Các bạn nào đang ở miền Bắc không, cập nhật tình hình cô xem thử nào. Hello bạn Gia Thịnh. Ok, hello em. Bạn nào đang xem live là học sinh cũ của cô mà có em út của mình là học sinh 2K8 tác em của mình vào học với cô luôn nhé. Chúng ta bắt đầu vào năm học mới rồi, và nhân cái tuần đầu tiên các bạn đi học trở lại thì cô có một số buổi sẽ live bổ trợ cho học sinh 2K8 ở trên fanpage, và chúng ta cùng cô học cái chương đầu tiên trong cái chương trình hóa lớp 11 theo chương trình sách giáo khoa mới, đó là chương về cân bằng hóa học nhé. Rồi, nội dung hôm nay chúng ta học sẽ là về cái phần cân bằng hóa học và phần chuyển dịch cân bằng ha. Bạn Huy ở đây là nhóm like gì vậy cô? Ở cái này không phải là nhóm like nha Huy, mà là cái fanpage của cô. Fanpage của cô chứ không phải là nhóm like ha. Fanpage có nghĩa là gì? Ở ngoài cô dạy ở trong lớp VIP của mình đúng không Huy? Thì lâu lâu cô sẽ có một số buổi like ở trên fanpage, được chưa? Rồi. Bạn Văn Thành, em là học sinh 2K8. Ok, hello em. Tiết khóa đầu tiên á cô, qua ôm lý thuyết với cô nên tự tin lắm. À ok, good job. Tiết khóa đầu tiên thì có lẽ là trên trường sẽ ôm cho mấy đứa kiến thức lớp 11 ấy, cũng có khi như vậy nhé. Bạn Văn Thành là học khóa VIP của cô để thi học sinh giỏi luôn được hay không? Thì nếu như các bạn muốn thi học sinh giỏi thì khuyên là các bạn còn phải đọc thêm nhiều nhiều sách, hoặc là phải học thêm những cái kiến thức tăng cao khác đó chứ. Chứ nếu như mà chỉ có riêng mỗi khóa khóa VIP lớp 2K8 của cô thì chưa có đủ nhé. Nó cũng sẽ có một số kiến thức nâng cao nhưng mà nó sẽ không đủ 100%, chúng ta phải học thêm một số phần nữa đó, được chưa? Ok, Huy. Bạn Tú trên em 2K7 học ké 2K8 được không cô? Thì cũng được, nếu như mà các bạn học sinh 2K7 mà các bạn muốn học mấy phần này để chúng ta ôn lại kiến thức lớp 11 để chúng ta thi đánh giá năng lực thì vẫn được nhé. Bạn Hoàng Tú lâu lắm rồi mới gặp cô, mới đó mà gần 2 năm rồi. Nếu như mà 2 năm rồi thì chắc là học sinh 2K5 đúng không? Học sinh 2K5. Rồi, hello bạn gì đồng? Benson Bun. Bạn Gia Thuận, hello em. Bạn Văn Đạt 2K6, Quang Vinh 2K6 hả? Rồi, 2K5 học gì nữa đúng không? Thôi chúng ta bắt đầu luôn nhé. Hôm nay cô sẽ like một buổi đầu tiên giống như là làm quen với học sinh 2K8 luôn ha. Lần đầu tiên like cho học sinh 2K8 ở trên page của cô. Cho nên là một buổi like làm quen. Bạn nào lần đầu tiên xem like của cô thì lên tiếng cô biết nhé. Rồi. Sau buổi live đầu tiên này thì sẽ có những buổi live khác thì sẽ làm quen với các bạn dần dần. Ok. Các bạn đợi cô một xíu nhé. Cô đang mở lên. Mở lên để đọc được comment của các bạn một chút. Rồi, chúng ta vào học luôn nhở. Rồi rồi, ok, cảm ơn mấy đứa bạn nào đang xem, các bạn share giúp cô link livestream một chút, share để các bạn khác vào luôn. Rồi thôi, chúng ta học luôn nhé, chứ không để trễ giờ mất. Rồi, buổi hôm nay học nhẹ nhàng tình cảm một chút, cho nên là các bạn thoải mái tinh thần. Tại vì buổi hôm nay là giống như là buổi khởi động thôi ha. Rồi, ok, chúng ta có nội dung mà hôm nay chúng ta sẽ cùng học với cô là học về cái phần cân bằng hóa học và các cái yếu tố ảnh hưởng đến cái sự chuyển dịch cân bằng, được chưa nào? Rồi,
Chúng ta đi qua phần số 1, nói về phản ứng một chiều và phản ứng thuận nghịch. Bạn Thanh Đạt lần đầu nè cô em, vẫn thắc mắc bài này. À, có là học phần này rồi nhưng mà vẫn thắc mắc đúng không? Rồi, thế thì nếu như có thắc mắc thì bây giờ học cùng cô, và các bạn có thắc mắc các bạn có thể comment hỏi cô nhé. Bạn nào đem xem livestream các bạn nhớ follow bay của cô với nhá, tại bay của cô. Bây giờ các bạn là học sinh mới đó, các bạn lỡ mà gặp phải livestream của cô, các bạn nhớ follow bay của cô nhé. Để sau này có những cái buổi học sau, các bạn sẽ nhận được thông báo và các bạn thấy cô livestream được, để các bạn nhận được cái thông báo là cô livestream để các bạn vào học cùng cô ha. Rồi, chúng ta bắt đầu tập trung luôn. Các bạn chia ra cho cô làm hai cột. Tài liệu thì cô đã up ở trên bay cho mấy đứa rồi, chắc là mấy đứa đã in ra hết rồi đúng chưa? Thế chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, chúng ta cùng cô tìm hiểu về khái niệm phản ứng một chiều và phản ứng thuận nghịch. Ở bên này các bạn sẽ ghi cho cô đây là phản ứng một chiều ha. Tìm hiểu về phản ứng một chiều, còn bên này chúng ta sẽ nói về phản ứng thuận nghịch. Phản ứng một chiều là gì? Chưa cô chưa dạy thì các bạn có biết được khái niệm thế nào là phản ứng một chiều không? Hồi giờ chúng ta gặp rất là nhiều phản ứng một chiều rồi, và đa số là chúng ta gặp phản ứng một chiều mới đó. Là cái phản ứng như nào? Là cái phản ứng nó chỉ có xảy ra theo gì? Theo một chiều thôi. Là phản ứng chỉ xảy ra theo một chiều. Theo một chiều, chiều nào mới đó? Cái chiều phản ứng mà hồi giờ chúng ta học với các bạn, chúng ta sẽ viết cái phương trình là như thế này đúng không? Là chiều từ từ trái qua phải, chiều từ trái qua phải. Được chưa? Rồi, có nghĩa là chiều từ chất tham gia phản ứng ban đầu nào? Ban đầu. Ví dụ chúng ta có chất A cộng chất B tạo ra sản phẩm là chất C cộng chất D chẳng hạn. Thì có nghĩa là gì? Cái chiều phản ứng này nó xảy ra từ chiều từ trái qua phải, từ chất tham gia phản ứng tạo thành các chất sản phẩm nhé. Và trong cái phần phản ứng một chiều này, người ta sẽ dùng cái dấu mũi tên một chiều, là dấu mũi tên rất là quen thuộc như thế này, để biểu diễn cho cái phản ứng đó là phản ứng một chiều, được chưa? Cô lấy một số ví dụ cụ thể nè. Ví dụ chúng ta đem Na đúng không, cộng với Cl2 đúng nào, rồi chúng ta thu được sản phẩm là NaCl, đã rất là đơn giản như vậy. Thì cái phản ứng này là phản ứng một chiều, chúng ta ký hiệu bằng phương trình một chiều đúng không? Hoặc là sao? Cô đem Fe cô cộng với HCl, chúng ta thu được FeCl2 cộng với H2 chẳng hạn. Đó, thì phương trình này cũng là một cái phương trình gì? Phương trình một chiều, đúng chưa? Rồi, ca lăn tăn gì không mới đúng? Ok, bạn Thánh nào, hello em. Bạn Anh Đức 2K6 vào học. Rồi, chúng ta nói về phản ứng thuận nghịch nha. Phản ứng một chiều thì nó quá là đơn giản rồi. Nói về phản ứng thuận nghịch thì phản ứng thuận nghịch là nó sao mới đúng? Nghe cái chữ thuận nghịch là các bạn có thể biết được rồi đúng không? Phản ứng thuận nghịch là một cái phản ứng nó sẽ xảy ra theo hai chiều ngược nhau được nhé. Là phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau. Trong cùng một điều kiện nha các bạn. Phải là trong cùng một điều kiện ha. Trong cùng điều kiện. Các bạn nghe cái chữ thuận nghịch là các bạn có thể đoán được là nó sẽ xảy ra theo hai chiều đúng chưa? Và người ta sẽ dùng cái dấu mũi tên hai chiều để ký hiệu cho phản ứng mới đó. Đây, dấu mũi tên hai chiều như này được chưa nào? Ví dụ chúng ta có chất A cộng chất B tạo ra chất C cộng chất D và nó xảy ra hai chiều, thì người ta sẽ ký hiệu bằng dấu mũi tên hai chiều, viết giống như cô và như thế này nhé. Được chưa nào? Rồi. Và trong đó các bạn chú ý, người ta sẽ gọi là chiều từ trái qua phải, tức là chiều theo chiều phản ứng mũi tên ở phía trên này nào. Người ta sẽ gọi là chiều của phản ứng thuận, được không? Chiều này nhé, chiều ở trên này nè, là chiều phản ứng thuận. Và chiều ngược lại, chiều ở phía dưới các bạn. Ngược lại thì người ta sẽ gọi là chiều của phản ứng nghịch nhé. Cái này sẽ là phản ứng nghịch, được chưa? Có nghĩa là các bạn sẽ hiểu đơn giản là gì? Nếu như nó đi theo cái chiều phản ứng quen thuộc, là hồi giờ chúng ta học là chiều từ bên này qua bên này, thì chúng ta sẽ gọi đó là chiều của phản ứng thuận. Còn nếu như nó đi theo chiều ngược lại, là chiều ngược lại là từ bên tay phải qua bên tay trái này nè, thì người ta gọi là sẽ là chiều của phản ứng nghịch nhé. Được chưa? Rồi, thế thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cho cô về phản ứng thuận nghịch một chút. Các bạn nhìn cho cô nào, trong cái phản ứng
một chiều này thì các bạn sẽ hiểu. Nó chỉ có xảy ra theo một chiều nhất định, có nghĩa là chỉ có từ hai chất ban đầu, đúng không? Hai chất này người ta gọi là hai chất ban đầu, là hai chất tham gia phản ứng. Nó cộng lại với nhau, nó phản ứng với nhau để sinh ra hai chất sản phẩm, để sinh ra các chất sản phẩm ở đây. Được chưa? Tức là nó chỉ có xảy ra được đúng một chiều như vậy. Nó không thể có cái trường hợp ngược lại là gì? Cái chất sản phẩm là CD cộng lại để tạo ngược trở lại hai chất ban đầu, đúng chưa? Nó không thể có trường hợp đó. Nhưng trong phản ứng thuận nghịch thì sao? Điều đó có thể xảy ra. Và các bạn sẽ hiểu là giúp bây giờ chất A cộng chất B là hai chất tham gia phản ứng, đúng không? Nó sẽ có thể phản ứng với nhau để sinh ra chất C và chất D. Và ngược lại, nó vẫn có thể xảy ra được, đó là hai cái chất CD này các bạn, nó sinh ra sau phản ứng này nè. Đúng không? Nó vẫn có khả năng phản ứng với nhau để sinh nó tạo ngược trở lại hai chất ban đầu A và B. Đó có là nó xảy ra theo hai chiều, được chưa nào? Rồi, chúng ta lấy một số ví dụ nhé. Ví dụ cô có cái gì nào? Phản ứng chẳng hạn cái này đi, CaCO3 tê độ. Thì cái này nó có thể xảy ra theo hai chiều. Rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là gì? Từ CaCO3 nhiệt phân có thể thu được CaO cộng CO2, hoặc là theo chiều ngược lại nó cũng vẫn có thể xảy ra được nhé. Được chưa? Rồi, ok. Các bạn ghi cho cô phần này vào nào. Rồi cô sẽ đề cập đến cái phần lý thuyết tiếp theo. Một số cái lưu ý nhỏ nhỏ nữa về cái phản ứng một chiều và phản ứng hai chiều. Theo mấy đứa hồi giờ chúng ta học cái phản ứng một chiều thường là cái phản ứng nó có hiệu suất. Phản ứng là bao nhiêu đó? Hello Phương Vi nào, 2K8. Rồi Giáp Minh Hải học sinh 2K5 đúng không? Không biết cô nhớ đúng không? Rồi hello bạn Hoài Phương nào. Rồi các bạn ơi, chúng ta lưu ý cho cô vừa đặt một câu hỏi. Thứ các bạn đang xem livestream, các bạn nếu như biết các bạn cứ mạnh dạn comment cho cô nhé. Bạn Ngọc bánh bao chỗ em bị mất điện. Học Ngọc bánh bao là 2K6 đúng không? Rồi. Thế thì còn còn pin để học không? Lát nữa 2K6 học. Ủa khoảng 2K7 chứ, 2K7 học. Rồi, chúng ta có nào, thường thường trong cái phản ứng một chiều sẽ là cái phản ứng nó sẽ có cái hiệu suất là 100%, có là nó có thể xảy ra và đạt cái hiệu suất là 100%. Hiệu suất 100% nghĩa là sao đấy? Nghĩa là các chất tham gia phản ứng vừa hết với nhau để sinh ra các chất sản phẩm, được chưa? Còn trong cái phản ứng thuận nghịch, có là phản ứng hai chiều, thì nó sẽ thường là cái phản ứng xảy ra không hoàn toàn, thường là cái phản ứng có hiệu suất bí hơn 100%. Nói chữ thường thì cũng chưa chuẩn lắm, nó phải là chắc chắn 100% là luôn có hiệu suất bí hơn 100%. Có nghĩa là phản ứng này nó xảy ra không bao giờ hoàn toàn cả. Nó sẽ luôn luôn là gì các bạn? Các bạn sẽ hiểu là A cộng B sinh ra được chất C và chất D, trong đó làm sao? A và D nó sẽ luôn luôn có dư. Nó không phản ứng hết nha, nó vẫn sẽ luôn còn lại trong sau khi phản ứng xảy ra. Đó. Rồi, và ngược lại cũng vậy, chất C, chất D sinh ra thì nó cũng sẽ phản ứng một phần để sinh ra trả lại chất A và chất B. Được chưa? Rồi, và nhớ cho cô hiệu suất của phản ứng này luôn luôn là bí hơn 100%. Có là phản ứng nó sẽ luôn luôn có các chất dư. Được chưa nào? Rồi, đó là một số cái khái niệm chúng ta cần lưu ý. Chúng ta qua cùng cô phần số 2 đề cập đến cân bằng hóa học nhé. Rồi, nắm được bài đúng không mấy đứa? Bạn nào thắc mắc gì bạn dặn hỏi cô nha. Bài đầu tiên của hóa 11 nào. Chúng ta nói về trạng thái cân bằng. Trạng thái cân bằng của một cái phản ứng thuận nghịch là trạng thái tại đó. Như thế nào mọi đứa? Các ai đoán được không? Như cô vừa có đề cập ở trên. Cái phản ứng nào sẽ theo mấy đứa nào? Theo các bạn đoán, hai cái loại phản ứng ở trên là phản ứng một chiều và phản ứng thuận nghịch đấy. Thì phản ứng nào sẽ có trạng thái cân bằng? 2K7 học ké được không cô? Được. Rồi chúng ta có trạng thái cân bằng của một cái phản ứng thuận nghịch. Cô đã ghi rõ rồi đúng không? Là phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng nhé. Chứ phản ứng một chiều thì chúng ta không đề cập đến cái này ha. Rồi và trạng thái cân bằng là trạng thái tại đó nó sẽ có cái tốc độ của phản ứng thuận bằng với tốc độ của phản ứng nghịch. Cái là V thuận bằng V nghịch, được chưa? Rồi, cái này cô sẽ là giải thích kỹ hơn ở cái sơ đồ này. Các bạn cứ ghi cho cô vô trước đã nhé.
Cân bằng hóa học là một cái cân bằng động. Rồi từ này cô sẽ giải thích sau, các bạn cứ đọc cho cô trước. Tại trạng thái cân bằng thì phản ứng thuận và phản ứng nghịch nó vẫn xảy ra với cái tốc độ bằng nhau. Nồng độ của các chất tại trạng thái cân bằng sẽ không thay đổi. Rồi, ok. Các bạn gạch chân cho cô dưới những từ quan trọng cần lưu ý nè. Thứ nhất là V thuận bằng V nghịch tại trạng thái cân bằng. Cái thứ hai, cân bằng hóa học là một cân bằng động. Rồi tiếp theo, tại trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra với tốc độ bằng nhau. Và cuối cùng là nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng là không thay đổi nhé. Đó, những cái câu từ này đều là những câu từ chúng ta cần lưu ý, được chưa? Rồi chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn nhé, phân tích kỹ hơn. Chúng ta có đâu? Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cùng cô cái phản ứng thuận nghịch. Thì bạn hiểu cho cô như sau, để hiểu rõ hơn về cái phản ứng nó xảy ra như thế nào nha. Đầu tiên là gì mới đúng? Các bạn sẽ hiểu đầu tiên chúng ta cho vào đây hai chất A và B đúng không? Thì tụi nó sẽ bắt đầu có phản ứng với nhau để sinh ra hai chất C và D. Được chưa? Có nghĩa là các bạn thấy ban đầu của chúng ta thì hai chất AB là hai chất nhiều hơn. Và hoàn toàn chưa xuất hiện hai chất CD nha. Mới đầu là chỉ có hai chất AB vào thôi, bắt đầu nó có phản ứng thì nó mới sinh ra bắt đầu có cái chất CD. Thì lúc bây giờ cái hàm lượng của cái chất CD này nó sẽ sao mới đúng? Nó được tạo ra từ dần dần và nó tăng lên dần dần. Còn hai chất AB nó phản ứng với nhau thì nó sẽ bị sao? Nó giảm dần dần đi đúng không? Đó. Và nó sẽ tạo thành chất CD. Đến một cái thời điểm nào đó thì lúc bây giờ cái chất CD sinh ra nó cũng có khả năng phản ứng ngược lại để sinh ra trả lại hai chất A và B. Được chưa? Và đến một lúc nào đó mà gì sao các bạn? Cái tốc độ của phản ứng thuận bằng với tốc độ của phản ứng nghịch thì cái phản ứng này đạt được trạng thái cân bằng. Giống như là gì? Trạng thái cân bằng các bạn hiểu là chúng ta có một cái cân á mới được. Giống như là một cái cán cân đúng không? Nó có hai cái đầu hai bên như thế này. Đó, một cái cân thăng bằng đó các bạn. Thì cái tốc độ của phản ứng thuận nó bằng với tốc độ của phản ứng nghịch thì nó sẽ đạt trạng thái cân bằng nhé. Được chưa? Rồi, các bạn hiểu trạng thái cân bằng là gì rồi đúng không nào? Tiếp tục chúng ta có, người ta nói cân bằng hóa học là một cân bằng động, nghĩa là sao? Cân bằng động nghĩa là một cái, các bạn cứ nghĩ là đến cái thời điểm mà cô vừa nói là tại thời điểm cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch rồi, thì các bạn có thể nghĩ là à đến lúc đó là nó dừng lại rồi, phản ứng nó dừng lại rồi, nó không xảy ra được nữa đúng không? Nó dừng ngay đó rồi. Sẽ có bạn suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu như bạn nghĩ như vậy thì nó sẽ bị sai. Thực tế là khi cái phản ứng này đạt cái trạng thái cân bằng rồi thì các cái phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn tiếp tục xảy ra nhau đó. Nó vẫn tiếp tục xảy ra chứ nó không có đứng im. Cho nên người ta mới gọi tại trạng thái cân bằng được bạn, cân bằng hóa học là một cái cân bằng động. Cân bằng động nghĩa là nó không đứng im mà các cái phản ứng vẫn cứ tiếp tục xảy ra với tốc độ bằng nhau. Được chưa? Rồi. Các bạn đọc cái câu này cô có giải thích rồi đó. Trong này có giải thích rồi là tại trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra với cái tốc độ bằng nhau. Rồi và cái cuối cùng chúng ta cần lưu ý đó là nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng là không đổi. Có nghĩa là nếu như nó đã đạt trạng thái cân bằng rồi thì cái nồng độ của các chất A, B, C, D đều sẽ không thay đổi. Mặc dù phản ứng nó vẫn xảy ra nhưng mà các bạn hiểu là nếu như mà A cộng B nó phản ứng một lượng thì nó sẽ sinh ra một lượng CD và cái lượng CD đó nó lại tiếp tục phản ứng để trả lại đúng cái lượng ban đầu của AB. Đó các bạn hiểu là nó ví dụ là AB cho bớt đi một mol thì CD nó lại phản ứng và nó trả lại AB một mol ban đầu. Kiểu như thế nó mượn bao nhiêu thì nó trả bấy nhiêu cho nên cuối cùng cái phản ứng nó vẫn tiếp diễn nhưng mà nồng độ của các chất tại trạng thái cân bằng thì không thay đổi nhé. Rồi chúng ta phân tích cùng cô cái đồ thị biểu diễn này nào. Đó là một đồ thị biểu diễn cái gì mà đó tốc độ phản ứng của một cái phản ứng thuận nghịch theo thời gian, cái trục hoành của chúng ta là biểu diễn thời gian nào và trục tung là biểu diễn của một cái biểu diễn cái tốc độ phản ứng. Các bạn nhìn cho cô nào, đầu tiên cái này là V của phản ứng thuận, còn đây là V phản ứng nghịch. Như lúc nãy cô có phân tích với đứa là ban đầu có phải là chỉ có hai chất AB phản ứng với nhau, tức là nó phản ứng với nhau để sinh ra chất CD, nó làm ngay từ ban đầu thì chúng ta sẽ có sao? Nó mới có xảy ra phản ứng thuận thôi đúng không? Cho nên ngay từ đầu thì V thuận của chúng ta nó rất là lớn với đó. Cho nên các bạn thấy này nhá, đồ thị biểu diễn là V thuận nó là một con số lớn.
và từ từ vi thuần nó sẽ giảm dần, được chưa? Còn vi nghịch, có là phản ứng nghịch thì ngay ban đầu các bạn thấy nó chưa có chất CD, cho nên phản ứng nghịch nó sẽ chưa có thể xảy ra được. Cho nên các bạn thấy vi nghịch nó sẽ xuất hiện từ con số 0 nè. Vi nghịch ban đầu là bằng 0 ra. Nó sẽ bắt đầu tăng dần, tăng dần, tăng dần. Được chưa? Rồi, đó có là đến lúc mà cái phản ứng nghịch bắt đầu xảy ra thì vi nghịch nó mới bắt đầu xuất hiện. Nó mới bắt đầu có giá trị và nó tăng dần từ 0 trở lên. Đó, các bạn thấy nhé, vi thuận sẽ giảm dần theo thời gian, còn vi nghịch sẽ tăng dần theo thời gian, được chưa? Và đến một lúc nào đó, cái giá trị vi thuận bằng vi nghịch thì nó sẽ đạt cái trạng thái cân bằng, được chưa nào? Rồi, đó là cái đồ thị biểu diễn cái tốc độ phản ứng thuận và nghịch nhé. Rồi, có ai thắc mắc gì không mấy đứa? Không ai thắc mắc gì hết trơn vậy? Rồi các bạn ơi, có ai thắc mắc gì về những cái yếu tố mà cô vừa phân tích ở cái phản ứng thuận nghịch không? Các bạn cần phải nhớ yếu tố quan trọng đầu tiên là tốc độ của phản ứng thuận và nghịch luôn bằng nhau tại trạng thái cân bằng. Cái thứ hai là cân bằng hóa học là một cân bằng động, có là tại trạng thái cân bằng các phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra nhé. Và ý cuối cùng chúng ta cần nhớ đó là nồng độ của các chất tại trạng thái cân bằng là luôn không đổi, được chưa? Rồi chúng ta nói về hàm số cân bằng nào. Rồi, nói về hàm số cân bằng, thì ta xét cho cô cái phản ứng thuận nghịch tổng quát như sau: A cộng B tạo ra C cộng D với hệ số cân bằng của cái phản ứng này là A, B, C, D là các số nhỏ này nhớ đó, được chưa? Rồi, thì chúng ta có ở trạng thái cân bằng, hàm số cân bằng KC được tính theo công thức như sau. Rồi, chúng ta ghi cho cô công thức nào. Công thức KC sẽ bằng tích nồng độ của các chất siêu phản ứng với số mũ là hệ số cân bằng, tức là nồng độ của chất C, tất cả mũ C. Các bạn lưu ý nhé, cái dấu ngoặc vuông này người ta sẽ biểu diễn cho cái nồng độ, được chưa? Cái này sẽ là nồng độ của chất C, tất cả mũ C, nhân cho nồng độ của chất D, tất cả mũ D. Rồi chúng ta chia cho nồng độ của chất A, tất cả mũ A, nhân cho nồng độ của chất B, tất cả mũ B các bạn. Được chưa nào? Thì đó là công thức tính hàm số cân bằng KC của một cái phản ứng thuận nghịch. Nó sẽ bằng tích nồng độ các chất siêu phản ứng với số mũ tương ứng là hệ số cân bằng chia cho tích nồng độ của các chất trước phản ứng với số mũ là cũng là hệ số cân bằng của các chất tương ứng. Rồi, có ai lăn tăn gì không nào? Rất đơn giản đúng không? Cái này chúng ta sẽ gặp lại công thức này trong phần bài tập nhé. Chúng ta lưu ý một chút nào, hàm số cân bằng KC thì nó chỉ phụ thuộc vào hai cái yếu tố duy nhất mới được. Các ai đoán được không? Các bạn nào mà nghiên cứu đọc sách giáo khoa hoặc là bạn nào mà đã học ở trên trường rồi mà nhớ được hai cái yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến cái hàm số cân bằng KC không nào? Hàm số, các bạn hiểu cái từ hàm số là nó là một cái giá trị không thay đổi đúng không? Nó chỉ có phụ thuộc vào một hai cái yếu tố duy nhất, đó là nhiệt độ là yếu tố số 1 và cái thứ hai là bản chất của chất phản ứng mới được, bản chất của phản ứng. Ok chưa nào? Rồi. Lưu ý nha mấy đứa, cái này thì chúng ta sẽ gặp ở trong lý thuyết mấy đứa. Ví dụ chúng ta sẽ gặp các câu trắc nghiệm lý thuyết, người ta hỏi là hàm số KC phụ thuộc vào những yếu tố nào, chúng ta sẽ trả lời được và nhớ là phải phụ thuộc vào hai yếu tố thôi ha, nhiệt độ và bản chất của phản ứng. Rồi, một ý cuối cùng chúng ta cần lưu ý đó là KC càng lớn thì phản ứng thuận càng chiếm ưu thế và ngược lại. Rồi, câu hỏi này em nhầm, cái câu nói này là một câu khá là hay. Các bạn thử phân tích giúp cô nào và cho cô biết nhé. Các bạn có hiểu được câu nói này không? Cho các bạn 30 giây suy nghĩ. Dựa trên công thức KC mà cô vừa tính vừa đưa ra cho mấy đứa thì mấy đứa sẽ giải thích cho cô cái câu mà người ta khẳng định đây là KC càng lớn thì phản ứng thuận càng chiếm ưu thế và ngược lại. Có nghĩa là KC càng bé thì phản ứng nghịch sẽ càng. Ồ khoan, cô nói nhầm. Ồ khoan, đúng rồi. Ồ cô nói đúng rồi chứ cô bị liệu. Đó là nếu như KC càng bé thì phản ứng nghịch sẽ càng chiếm ưu thế, đúng không? Rồi, cho các bạn suy nghĩ thử xem là với cái câu từ người ta nói như vậy thì các bạn có hiểu được ý của người ta hay không nhé. Bạn Dũng là ghi nhớ lại cô ạ. À, bạn Thanh Đạt đang hóng phần số 3 là các yếu tố ảnh hưởng hả? Rồi. K7, hai hai K7 học được không cô? Hai K7 học được. Nhưng mà bây giờ hai K7 các bạn có nhiều bài để học chứ, đâu cần phải học với hai K8 làm chi đúng không? Hai K7 chúng ta học Esther Libic rồi tầm lum la nhiều thứ để học mà. Đúng không?
Rồi, chúng ta giải thích nhé. KC càng lớn thì phản ứng thuận càng chiếm ưu thế, nghĩa là sao? KC càng lớn, các bạn nhìn cho cô, KC sẽ bằng cái công thức tính như này. Thì bạn hiểu KC càng lớn thì chứng tỏ cái mẫu số của nó càng lớn hay tử số càng lớn. KC này, cái giá trị KC bằng công thức này các bạn. Đúng không? Thì theo các bạn là cái KC này càng bự, càng lớn khi cái tử số càng lớn hay mẫu số càng lớn. Cái này thì sao? Cái này là môn toán, các bạn thấy ngay là để mà KC càng lớn thì có nghĩa là cái tử số nó càng lớn, tức là cái như nào vậy đó. KC càng lớn thì suy ra nồng độ của chất C và chất D phải càng lớn, đúng không? Đúng không? Tại vì sao? Phải tử số lớn thì KC nó mới lớn. Đó, mà nồng độ hai chất C và D lớn có nghĩa là sao? Có phải là nồng độ của cái sản phẩm nó nhiều đúng không? Nó lớn, nó bự. Và sản phẩm tạo ra nhiều là khi cái phản ứng thuận xảy ra ưu tiên hơn, chiếm ưu thế hơn hay phản ứng nghịch ưu thế hơn mới đơn. Có phải là phản ứng thuận đúng không? Chỉ khi nào phản ứng thuận xảy ra ưu thế hơn thì cái chất A cộng chất B nó mới sinh ra được nhiều cái chất CD hơn. Cho nên nếu như nồng độ của chất C và D càng lớn thì chứng tỏ phản ứng thuận đang chiếm ưu thế. Được chưa? Vậy cho nên chúng ta hiểu KC càng lớn thì phản ứng thuận là phản ứng chiếm ưu thế. Và ngược lại, nếu như KC càng bé, đúng không? Thì phản ứng nghịch là sao? Sẽ càng chiếm ưu thế. Được chưa? Rồi, và các bạn có thể giải thích tương tự. Đó là gì? Nếu như KC càng bé thì chứng tỏ cái mẫu số của nó càng phải phải bự, càng phải lớn. Mà mẫu số càng lớn nghĩa là nồng độ chất A, chất B càng lớn nè. Là hai chất ban đầu là nồng độ lớn thì có nghĩa là cái phản ứng nghịch nó đang chiếm ưu thế. Để chất C cộng với chất D nó trả lại các chất A và B càng nhiều, đúng chưa? Rồi, chúng ta xong như vậy ha. Rất đơn giản. Rồi, chúng ta đã xong về cái phần đầu tiên đó về cân bằng hóa học. Có ai lăn tăn thắc mắc gì không? Những cái kiến thức mà cô vừa mới nhấn mạnh là những cái mà chúng ta cần lưu ý ở đó nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô đi qua phần ba la mã, tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng chuyển dịch cân bằng hóa học. Rồi, phần này cũng sẽ là phần quan trọng tiếp theo nè. Có ai thắc mắc gì về phần đầu tiên không? Bạn Trần Minh Thắng, khi nào cô dạy hóa 12? Hóa 12 cô dạy rồi mà, bữa hôm qua đấy. Hôm qua cô mới có một cái buổi ôn tổng ôn ester lipid đó Minh Thắng. Em xem lại nhé, em xem lại, em lướt xuống dưới em sẽ thấy, được chưa? Như thế nào là lớn cô ơi? Như thế nào là lớn cô ơi, là cô cũng không hiểu em hỏi cái nào mới chứ. Càng lớn, lớn có là cái nồng độ của nó lớn hơn. Nồng độ nó lớn hơn là lớn hơn, chúng ta muốn biết nó lớn hay không, chúng ta phải so sánh dựa trên con số thôi, đúng chưa? Rồi. Đúng không bạn gì nào? Nông Minh đúng không? Bạn Minh Thắng ở trên fanpage của cô nha Thắng, trên cái bay cô đang like. Rồi chúng ta cùng cô đi qua phần số 3, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Rồi chúng ta nói về sự chuyển dịch cân bằng hóa học nào. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự chuyển dịch từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác. Có nghĩa là cái cân bằng hóa học của chúng ta nãy giờ chúng ta học đúng không? Nó đạt trạng thái cân bằng rồi thì nó vẫn có thể chuyển dịch. Nó chuyển dịch từ một cái trạng thái cân bằng này sang một cái trạng thái cân bằng khác. Và nó chuyển dịch dựa trên những cái yếu tố nào? Chúng ta cùng cô tìm hiểu nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier nhé. Thì theo nhà khoa học này, người ta nghiên cứu thì người ta nói là gì? Một cái phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ nào, áp suất nào, nhiệt độ, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo cái chiều làm giảm cái tác động của cái yếu tố bên ngoài đó. Được chưa? Hoặc là các bạn có thể hiểu là một cái cân bằng của chúng ta nó đang ở trạng thái cân bằng mà khi nó chịu các cái yếu tố tác động bên ngoài như là thay đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ vân vân thì cái cân bằng của chúng ta nó sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại cái sự tác động đó. Và chúng ta cùng cô tìm hiểu cụ thể về các yếu tố đó nhé. Chúng ta có các yếu tố là nhiệt độ, nồng độ và áp suất. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái yếu tố để biết được là những cái yếu tố này nó sẽ tác động cụ thể như thế nào vào một cái chuyển dịch cân bằng của một cái phản ứng thuận nghịch ha. Rồi, nói về nhiệt độ nào. Yếu tố đầu tiên, yếu tố nhiệt độ. Rồi, khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt. Rồi, các bạn nhìn nha, người ta nói là nếu yếu tố đầu tiên chúng ta tìm hiểu là nhiệt độ thì nếu trong một cái cân bằng mà chúng ta đem tăng nhiệt độ lên
thì cân bằng của chúng ta nó sẽ ưu tiên chuyển dịch theo chiều thu nhiệt, hay còn gọi là chiều giảm nhiệt độ. Rồi còn người ta nói là khi giảm nhiệt độ, tức là ngược lại, khi giảm nhiệt độ thì ngược lại là cân bằng nó sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt, hay còn gọi là chiều tăng nhiệt độ. Vậy thì trước tiên cái hai cái câu nói này các bạn đọc vào có lẽ là có thể là các bạn không hiểu nó nói cái gì hết. Thì do ok tạm thời chúng ta sẽ chấp nhận là không hiểu gì hết, các bạn từ từ bình tĩnh nhé. Bây giờ các bạn chỉ cần chú ý cho cô cái cụm từ này, đó là các bạn thấy là khi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm nhiệt độ. Thế các bạn thấy nó có cái sự đối nghịch nhau đúng không? Như cô vừa nói ở trên cái kiến thức đó là gì? Cái cân bằng của chúng ta nó sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm cái tác động đó hoặc là chống lại cái tác động đó. Cho nên các bạn sẽ luôn có cái từ thói có cái từ ngữ đối nghịch, đó là nếu như chúng ta tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phải giảm nhiệt độ đi, và ngược lại nếu như chúng ta giảm nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều ngược lại là tăng nhiệt độ lên. Hiểu ý tưởng cô nói không? Đó rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu kỹ hơn về cái này nhé. Bằng cách chúng ta làm cho cô cái ví dụ đầu tiên, các bạn lướt xuống cho cô làm cho cô cái ví dụ số 1 này nè. Rồi phải làm ví dụ mới hiểu được nha. Rồi các bạn nhìn cho cô, đối với kiểu này thì người ta sẽ cho các bạn các cái phản ứng thuận nghịch. Người ta sẽ cho các bạn các delta H, cái giá trị delta H. Delta H thì chúng ta học ở năm lớp 10 rồi đúng không? Rồi bây giờ người ta mới cho các bạn, người ta mới hỏi các bạn là nếu như chúng ta tăng nhiệt độ thì các cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào và yêu cầu chúng ta giải thích. Rồi chúng ta sẽ làm mẫu cùng cô để có thể hiểu được cái câu nói ở trên là gì nhé. Rồi các bạn nhìn cho cô, nhắc lại kiến thức của năm lớp 10. Một cái phản ứng mà có delta H là dương, là ở đây người ta cho là 176 kJ là delta H dương đúng không đó? Thì các bạn nhớ lại cho cô, delta H dương là phản ứng thu nhiệt hay phản ứng tỏa nhiệt nào? Rồi thôi chắc cô nhắc luôn cho nó chắc ăn đi. Cho ba giây nào, có ai trả lời được giúp cô không? Hoặc là các bạn tự trả lời trong đầu, chúng ta thử nhớ lại phản ứng delta H dương là phản ứng gì? Phản ứng thu nhiệt đúng không đó? Rồi, có nghĩa là delta H dương là phản ứng thu nhiệt. Có nghĩa là lúc bây giờ các bạn hiểu cho cô nha. Một cái phản ứng cho delta H dương thì chúng ta sẽ suy ra được cái chiều thuận của cái phản ứng này. Các bạn hiểu nhé, cái chiều thuận đó là cái chiều phản ứng của cái phản ứng này là chiều thuận, nó đang chiều thuận á. Thì nó sẽ là chiều của phản ứng thu nhiệt nhé, chiều thuận. Chiều thuận là phản ứng thu nhiệt, được chưa? Và các bạn cũng có thể tự suy ra chiều ngược lại là chiều nghịch. Chiều nghịch là chiều của phản ứng ngược lại với thu nhiệt, chúng ta sẽ có là phản ứng tỏa nhiệt, được chưa? Rồi, vậy thì yếu tố đầu tiên mà chúng ta xác định được khi đề bài cho delta H đó là các bạn sẽ thấy chiều thuận của phản ứng này là theo đúng cái delta H dương đề bài cho nha, là phản ứng thu nhiệt. Và ngược lại, chiều nghịch của phản ứng này sẽ là chiều của phản ứng tỏa nhiệt, được chưa? Rồi, xong. Đó là cái thứ nhất chúng ta xác định. Bây giờ cái thứ hai chúng ta cần lưu ý, chúng ta phải đọc lại lý thuyết ở trên nào. Bây giờ người ta hỏi chúng ta là khi tăng nhiệt độ thì cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào? Thì chúng ta đọc nè, đọc câu lý thuyết ở trên là khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều của phản ứng thu nhiệt. Đúng không? Thu nhiệt. Và các bạn nhìn cho cô. Cái phản ứng này cô đặt là phản ứng số 1 đi ha. Phản ứng số 1, chiều của phản ứng thu nhiệt là chiều gì mới đó? Rồi, có phải cô vừa mới nói lại chiều thuận là chiều của phản ứng thu nhiệt, đúng không? Vậy cho nên cô chốt là đối với phản ứng số 1 trước nha, là khi tăng nhiệt độ. Khi tăng nhiệt độ thì cái cân bằng nó sẽ mới đó, cân bằng sẽ chuyển dịch theo gì? Sẽ chuyển dịch theo chiều của phản ứng thu nhiệt. Cho nên suy ra cân bằng số 1 sẽ chuyển dịch theo sẽ chuyển dịch, các bạn cô ghi nhầm, sẽ chuyển dịch nhé theo chiều gì các bạn ơi, có phải là chiều thuận không? Vì chúng ta vừa khẳng định ra nè mấy đứa nhá, các bạn sẽ giải thích nè, cái chỗ giải thích này các bạn sẽ ghi cho cô là delta H của phản ứng này là delta H dương, cho nên chúng ta suy ra chiều thuận của phản ứng này là chiều của phản ứng thu nhiệt, được chưa? Rồi, và chúng ta nhắc lại lý thuyết nào, vì khi tăng nhiệt độ thì theo lý thuyết là cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều của phản ứng thu nhiệt, cho nên suy ra cái cân bằng cái phản ứng số 1 này nào, nó sẽ chuyển dịch theo chiều thuận,
Được chưa? Đó, chúng ta giải thích theo từ ngữ rõ ràng là như vậy. Được chưa nào? Còn nếu như không yêu cầu giải thích thì chúng ta làm trách nhiệm đó các bạn, thì chúng ta đọc vô một phát, chúng ta sẽ làm được ngay. Đó là theo lý thuyết. Nhưng mà các bạn có thấy là lý thuyết này nó hơi khó nhớ không ấy đó? Nó hơi khó nhớ một chút đúng không? Thế thì các bạn chú ý cho cô ở đây. Lưu ý cho cô. Đó là lưu ý cho cô cái một cái câu thần chú ở đây. Đó là tăng thu giảm tỏa. Tăng thu giảm tỏa nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là khi tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt, và ngược lại khi giảm nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt. Được chưa? Các bạn nhớ cho cô câu thần chú này là các bạn sẽ auto làm đúng nè. Tăng thu giảm tỏa, được chưa? Vậy thì các bạn sẽ áp dụng vô, các bạn làm cho cô ví dụ số 2 thử xem nhé. Nào, bây giờ cô sẽ cho các bạn 15 giây. Các bạn thử phân tích giúp cô cái thí nghiệm số 2. Nhầm cái phản ứng số 2 và cho cô biết trong cái phản ứng số 2 này thì khi cô tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào. Rồi, làm thử cho cô và cho cô đáp án đó. Làm đi để chúng ta hiểu nha mấy đứa. Ok. Trả lời giúp cô nào, mạnh dạn đi các bạn ơi, mạnh dạn trả lời đi. Hello bạn Thi Bảo, Nguyễn Thi Bảo. Rồi. Trả lời giúp cô thử xem nào. Các bạn nào trả lời đúng không? Chúng ta phân tích cho cô tương tự như ví dụ một cô vừa làm đấy mấy đứa. Bạn Kiều Trinh là trả lời là theo chiều nghịch. Rồi, ok Kiều Trinh. Nhưng bạn còn lại thì sao? Bạn Nông, Nông Minh đúng không? Cô đọc tên không biết đúng không? Tại vì em đặt cái tên nó khó đọc quá. Rồi bạn Đinh Công Thành đúng không? Cũng chọn là chiều nghịch. Bạn Hoàng Quyền là chọn chiều nghịch. Bạn Dũng. Rồi Dũng 2K7, tại sao là ở đây Dũng? Bạn Văn Hiệp cũng là chiều nghịch. Rồi ok, chúng ta sửa nhé. Như cô vừa phân tích thì bạn nhìn cho cô đó là một cái phản ứng có delta H âm. Thì các bạn sẽ xác định cho cô là chiều thuận của phản ứng này đang là chiều của phản ứng gì? Lớp 11, à nhầm, lớp 10 chúng ta học delta H âm là phản ứng tỏa nhiệt và chiều thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cô ghi đẹp đẹp một chút nào, chiều thuận là chiều của phản ứng tỏa nhiệt. Và ngược lại, chiều nghịch là chiều của phản ứng, nghịch là phản ứng gì? Thu nhiệt, được chưa? Cái này là cái đầu tiên các bạn phải xác định được cho cô cái đó. Rồi bây giờ chúng ta mới áp dụng nào, tăng thu giảm tỏa. Người ta hỏi là khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nào, thì cô đọc câu thần chú là tăng nhiệt độ cân bằng và chuyển dịch theo chiều thu nhiệt, tăng thu đúng không? Thì bạn thấy chiều thu nhiệt là chiều của gì? Cô vừa ghi ra nè, chiều nghịch là chiều của phản ứng thu nhiệt. Vậy cho nên chúng ta chốt cho cô cái phản ứng số 2 sẽ chuyển dịch theo chiều chiều nghịch nhé. Được chưa? Rồi như thế thôi, và các bạn giải thích tương tự, các bạn cũng phân tích tương tự là vì cái phản ứng này có delta H âm cho nên chiều nghịch là chiều phản ứng thu nhiệt. Và vì khi tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt, cho nên chúng ta kết luận phản ứng số 2 sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. Được chưa? Đó, ok. Rồi, chúng ta xong ví dụ số 2, và sau khi chúng ta làm hai ví dụ này thì mấy đứa đã có thể nắm được về cái gì các bạn, về cái sự chuyển dịch của một cái cân bằng dưới tác dưới cái sự gì? Dưới cái ảnh hưởng của nhiệt độ rồi đúng không? Rồi, ok, bạn nào hiểu bài thả tim cô biết nhở? Ai thắc mắc các bạn mạnh dạn hỏi cô ngay, còn hiểu bài rồi thì thả tim cô biết nhá. Ok, bạn Thanh Đạt là em hiểu rồi. Ok, good job Thanh Đạt nào. Bạn Tâm, bạn tên nè, giảm chiều nghịch. Ok, rồi. Xong nhở? Bạn Phương Sang 2K7 bị mất kiến thức cô. Vô đây học với cô, trời ơi, 2K7 hả? Ok, 2K7 học vẫn được nhá. 2K7 các bạn học để chúng ta thi đánh giá năng lực cũng được. Rồi chúng ta xét cùng cô về nồng độ nào. Yếu tố số 2 ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng đó là nồng độ. Các bạn đọc cho cô lý thuyết. Người ta nói là khi tăng nồng độ của một chất trong phản ứng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ của chất đó và ngược lại. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Như cô vừa có nói là nguyên tắc là khi chúng ta tăng nồng độ của một chất thì nó phải phản ứng nó phải chuyển dịch theo chiều chống lại cái sự tăng đó, mà chống lại sự tăng đó là phải giảm nó đi đúng không? Đó cho nên các bạn thấy là tăng nồng độ thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ của chất đó đi. Và ngược lại, nếu như chúng ta muốn làm gì? Khi chúng ta giảm nồng độ của một chất thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều làm tăng cái nồng độ của chất đó lên, đúng không?
Rồi, để là rõ hơn về cái yếu tố nồng độ này thì chúng ta cùng cô đi qua làm cái ví dụ số 2. Lập cho cô qua trang tiếp theo làm cho cô ví dụ số 2 các bạn. Ví dụ này trích trong sách giáo khoa của sách kết nối tri thức nhé. Người ta cho ester là một hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Một số ester được sử dụng làm chất tạo hương cho các loại bánh thực phẩm. Phản ứng điều chế ester là một cái phản ứng thuận nghịch như sau. Người ta nói là hãy cho biết cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào nếu câu A tăng nồng độ của cái chất là C2H5OH. Rồi cô sẽ phân tích cho các bạn cái ý A đầu tiên để các bạn có thể ứng dụng và làm cho cái ý B nhé. Các bạn nhìn cho cô nào, nếu như cô tăng nồng độ của CH5OH có nghĩa là các bạn nhìn đây, cô sẽ cho thêm vào đây một cái lượng C2H5OH. Cô tăng nồng độ của nó lên là cô cho thêm CH5OH vào đúng không? Thì cân bằng này nó sẽ chuyển dịch theo chiều làm gì? Làm giảm cái nồng độ của chất này đi. Đó. Các bạn sẽ trả lời là gì? Khi tăng nồng độ của này thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều gì? Chuyển dịch theo chiều. Theo chiều làm giảm cái gì, làm giảm cái nồng độ của CH5OH, và muốn làm giảm cái nồng độ của CH5OH thì nó sẽ là chiều nào, suy ra là chiều nào ấy đó, chiều nào nhờ? Các bạn nhìn cho cô, các bạn phải hiểu rằng để giảm được cái nồng độ của CH5OH thì cân bằng này phải chuyển dịch theo chiều thuận. Vì sao chuyển dịch theo chiều thuận thì lại giảm được nồng độ của CH5OH? Thì chúng ta phải học dược, chúng ta phải nắm được cái kiến thức như đầu bài lúc nãy cô có nói đó mới được. Khi phản ứng xảy ra theo chiều thuận thì có phải hai chất ban đầu này, đúng không? Hai cái thằng này nó sẽ phản ứng với nhau để sinh ra các chất siêu phản ứng. Mà khi nó phản ứng để nó sinh ra cái này thì có phải cái thằng này nó sẽ bị gì mới đó? Nó bị mất đi một lượng để nó tham gia phản ứng, mà nó tham gia phản ứng nghĩa là nó phải mất đi một lượng để nó có thể sinh ra được các chất siêu phản ứng, đúng chưa? Đó. Vì vậy cho nên là nếu như nó mất đi một lượng cái này, có nghĩa là cái hàm lượng của cái chất này, cái nồng độ của chất này bị giảm đi, đúng không ấy đó? Hiểu ý tưởng cô nói không? Và cho nên để giảm cái nồng độ của CH5OH thì cân bằng này phải chuyển dịch theo chiều thuận nhé. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta chốt câu A. Nếu như chúng ta tăng nồng độ của CH5OH thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Rồi, câu B nào? Ok, hiểu không nào? Nếu như mà hiểu rồi thì các bạn áp dụng làm cho câu B. Nếu như cô giảm cái nồng độ của chất là CH3COOCH5 thì cân bằng nó sẽ chuyển dịch theo chiều nào nào? Các bạn chỉ cần trả lời cho cô cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào thôi, không cần phải giải thích nhé. Còn bạn muốn giải thích thì giải thích y chang ở trên tương tự ha. Cân bằng sẽ chuyển dịch chứ quên, theo chiều nào đây bên đó? Rồi trả lời giúp cô câu B. Bạn Hoàng Quyền, em chưa có hiểu được chỗ cái nồng độ với áp suất cô ơi. Rồi thế thì bây giờ em làm lại cho cô nào, cô đang dạy về cái phần nồng độ nào. Em xem thử, em không hiểu chỗ nào, em hỏi ngay nhé. Rồi, ok. Bạn Dũng trả lời là thuận, bạn Hưng Dương trả lời là nghịch, bạn Đinh Công Thành trả lời là chiều thuận. Rồi, đọc kỹ nha mấy đứa. Câu này người ta đang giảm nồng độ của cái chất này. Thì các bạn hiểu nào, theo lý thuyết thì khi chúng ta giảm nồng độ của chất này thì cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều làm tăng cái nồng độ của cái chất này lên, đúng không? Thế các bạn chọn cho cô một cái chiều nào, chiều phản ứng nào mà để nó có thể tăng được cái nồng độ của cái chất này lên mới được. Đọc kỹ đây nha, chứ không các bạn nhầm đấy. Rồi, cô thấy có nhiều bạn trả lời là thuận nhưng mà bên cạnh đó cũng có bạn trả lời là nghịch. Rồi các bạn phải đọc lại nào, các bạn cô vừa nói đúng không? Khi chúng ta giảm nồng độ của chất này đây, chất này nó nằm ở đây nào. Muốn giảm, chúng ta đem giảm nồng độ của chất này thì cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều làm gì? Làm ngược lại, lặp lại làm tăng cái nồng độ của chất này lên. Muốn tăng nồng độ của chất này lên thì chúng ta phải chọn cái chiều nào mà nó có thể sinh ra thêm chất này, đúng không mấy đứa? Thì theo mấy đứa là chiều của cái phản ứng nào nó sẽ sinh ra thêm cái chất này lên. Đó, các bạn phải phải phân tích như vậy, hiểu không? Thế chọn cho cô nào, chiều thuận hay chiều nghịch sẽ là chiều nó sinh ra thêm cái chất
CH3CO CH5 mới đó. Trả lời giúp cô thử nào. Rồi cô phân tích đến đó rồi mà các bạn còn chưa chọn được nữa là thôi rồi. Sang trọng tâm lý. Bàn thanh đạt vẫn là chiều nghịch. Đúng không? Cho các bạn chọn lại mới được. Cho các bạn chọn lại. Cô cũng hơi bị nghi ngờ nhân sinh một chút rồi đó. Bàn tên nè cũng chọn là chiều nghịch. Ô là trời. Bàn phương vi cũng chọn chiều nghịch. Ô trời ơi. Chắc cô chém hết mấy đứa này quá trời. Bây giờ nếu như mà là chiều nghịch mới nữa, đây là chiều nghịch nha, đúng không? Chiều nghịch thì các bạn sẽ hiểu nào, lúc nãy chúng ta đã phân tích lý thuyết rồi, chiều nghịch là chiều xảy ra là cái chất này, đúng không? Cộng với chất này, nó sinh ra trở lại hai chất này. Thì lúc bây giờ cái chất nào được sinh ra thêm? Là hai chất này được sinh ra thêm, có nghĩa là nồng độ của hai chất này nó được tăng lên nào. Còn hai chất này là hai chất tham gia phản ứng, nó phản ứng mất đi thì lúc bây giờ nó nếu như xảy ra theo chiều nghịch thì hai chất này nó bị giảm thêm đi chứ. Đúng không? Thì có đúng không? Không đúng, đúng chưa? Cô vừa mới nói mà chúng ta đang giảm nồng độ thì cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều làm tăng cái nồng độ chất này lên. Mà muốn tăng nồng độ chất này lên chúng ta phải tìm cái chiều nào đó mà nó sinh thêm chất này cho nó sinh ra thêm chất này. Mà muốn sinh ra thêm chất này chúng ta phải chọn chiều thuận chứ các bạn ơi. Đúng không? Chiều thuận lúc bấy giờ hai chất này nè, nó sẽ tham gia phản ứng để nó sinh ra thêm cái chất này và chất này. Nó sinh ra thêm chất này nghĩa là nó tăng nồng độ của chất này lên, đúng chưa các bạn ơi? Đúng không? Đó cho nên chúng ta chốt câu B vẫn là chuyển dịch theo chiều thuận nhá. Được chưa nào? Rồi, sang chấn tâm lý quá. Cái này thật ra đúng là nó sẽ là một cái kiến thức hơi khó vậy đó. Hơi khó kiểu là sao? Kiểu nó hơi mông lung, chúng ta chỉ cần lơ đãng một chút là chúng ta bị sai. Vì vậy cho nên các bạn cần phải tập trung phân tích như cô vừa đưa ra nhé. Rồi các bạn ơi, thế bây giờ lúc này các bạn bạn nào mà comment là chuyển dịch theo chiều nghịch á, là chúng ta bị nhầm. Thì bây giờ chúng ta sửa lại cho cô và có nắm được không? Có hiểu được không? Nếu như hiểu được rồi thì thả tim cô biết nhé. Bạn Thanh Đạt em hiểu rồi. Bạn tên nè là đổi ý thành thuận. Ok. Bạn Hoàng Quyền, ôi trời ơi, không biết nữa. Trời ơi, không biết nữa là sao. Thế bây giờ là nắm được chưa Quyền? Hoàng Quyền ơi. Bây giờ cô giải thích kỹ như thế rồi mà con vẫn chưa hiểu hay sao? Có hiểu được chưa? Bạn Trung Thành là em không bị lừa. Ok. Bạn Mai Trâm, 2K6 nhớ cô quá. Mai Trâm, bây giờ là đi đi học mà đại học rồi đúng không? Ok. Chúc em học tốt nhé. Bạn Đành Phát là dễ hiểu, ok rồi, hiểu rồi đúng không Phát? Thế bây giờ bạn nào mà vẫn còn chưa hiểu về cái phần nồng độ thì các bạn chờ nhé. Các bạn chờ chút nữa chúng ta sẽ đi qua dài cái phần ví dụ số 3 này nè. Thì chúng ta sẽ hiểu thêm và chúng ta đi qua dài trách nhiệm lý thuyết ở phía sau, chúng ta sẽ hiểu rõ thêm nữa, được chưa? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu qua yếu tố cuối cùng đó là áp suất. Ảnh hưởng của áp suất nào? Rồi, đọc cùng cô và chúng ta nếu như bạn nào vẫn còn kiểu là chúng ta còn cũng hơi mông lung sơ sơ đấy thì các bạn cứ bình tĩnh nhé. Cô trò ta sẽ cùng nhau luyện tập qua các cái câu trắc nghiệm lý thuyết ở phía sau kỹ hơn nữa để chúng ta có thể nắm chắc kiến thức nhiều hơn nữa, được chưa? Rồi. Ok, Hoàng Quyền hiểu rồi, ok, good job. Bạn Yến Nhi, 2K7 học ké được không? Được. Rồi, chúng ta nói về yếu tố áp suất nào. Đầu tiên chúng ta hỏi là yếu tố đầu tiên đó là khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất và chiều giảm áp suất chính là chiều giảm số mol khí. Và các bạn sẽ thấy là cái áp suất nó có liên hệ mật thiết với số mol khí vì sao? Thì bạn nhớ cho cô công thức tính này nè. N bằng PV chia RT. Công thức này chúng ta học ở trong môn vật lý đúng không? Thì các bạn sẽ hiểu là cái số mol của khí nó sẽ tỷ lệ thuận với áp suất. Áp suất là ký hiệu là chữ B mới đó. Cho nên các bạn hiểu là nếu như áp suất giảm thì số mol khí phải giảm, được chưa? Vậy chúng ta sẽ thấy nhé, khi tăng áp suất thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều giảm áp suất. Mà giảm áp suất chính là giảm số mol, được chưa? Rồi, và ngược lại nếu như chúng ta giảm áp suất thì sao mới được? Chúng ta giảm áp suất thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều tăng áp suất là chiều tăng mol khí. Nó có cái sự đối nghịch như vậy không? Tăng giảm, giảm tăng. Các bạn nắm đơn giản được chưa nào? Rồi. Áp suất không ảnh hưởng đến phản ứng có tổng hệ số tỷ lượng các chất khí hai vế bằng nhau.
Câu này các bạn nếu như chưa hiểu thì các bạn đợi qua ví dụ cô sẽ giải thích nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đọc được câu này rồi thì chúng ta cùng cô đi qua làm cái ví dụ số 3. Làm ví dụ số 3 để chúng ta hiểu rõ hơn về cái yếu tố áp suất nè. Các bạn nhìn cho cô xét hai cái ví dụ như đề bài cho ở bên dưới. Người ta hỏi là các cân bằng trên sẽ chuyển dịch như thế nào? Theo chiều thuận, chiều nghịch hay là không chuyển dịch khi biến đổi các cái điều kiện sau? Chúng ta sẽ cùng cô phân tích về yếu tố áp suất nhé. Nói về yếu tố áp suất thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng cô xét yếu tố áp suất trước. Người ta nói là khi tăng áp suất thì cân bằng 1 sẽ chuyển dịch theo chiều nào và cân bằng 2 sẽ chuyển dịch theo chiều nào? Cô sẽ làm cho các bạn cái ví dụ số 1 trước ha. Rồi, đọc đề kỹ nào. Cùng cô phân tích phản ứng số 1, các bạn thấy. Phản ứng số 1 chúng ta đem là cái carbon đúng không? Cộng với nước rồi sinh ra CO cộng với H2. Rồi các bạn sẽ chú ý cho cô cái này nè. Chúng ta nhớ là yếu tố áp suất nó sẽ phụ thuộc vào cái số mol khí ở hai vế của phản ứng. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ cùng cô quan tâm đến những cái chất khí trong phản ứng này. Đầu tiên cái thằng này ký hiệu là chữ S là chất rắn mới đó. Chất rắn là người ta sẽ ký hiệu chỗ này là chữ S nhé. Còn chữ G là ga đó, là chất khí, được chưa? Thì chúng ta thấy có ba chất khí ở đây. Rồi, cái thứ hai chúng ta sẽ cùng cô để ý hệ số cân bằng. Hệ số cân bằng ở đây chúng ta sẽ coi như nó chính là cái số mol khí, được không? Phía trước phản ứng các bạn thấy nè, đây, ở bên này chúng ta có một mol nước chính là một mol khí. Bên này mol khí bằng một nhé. Còn bên này là 1 cộng 1 thì tổng hai tổng khí ở phía sơ phản ứng là bao nhiêu? Tổng mol khí phía phía bên này là 2 đúng không mấy đứa? Được chưa? Vậy các bạn sẽ hiểu là bên này mol khí bí hơn nè, còn bên này là mol khí lớn hơn. Thì có phải nếu như cái cân bằng này mà nó chuyển dịch theo chiều thuận là chiều từ 1 mol khí sang chiều 2 mol khí là chiều này là chiều gì? Chiều tăng số mol khí đúng không mấy đứa? Còn ngược lại nếu như nó chuyển dịch theo chiều nghịch là chiều từ 2 mol khí chuyển dịch qua đây thu được 1 mol khí thì có phải đó là chiều của gì? Là chiều giảm số mol khí đúng không? Rồi, các bạn phải nắm được như đó trước nhé. Thế chất lỏng có được không cô? Chất lỏng thì không có được gọi là chất khí mới được. Chất lỏng không được nhá, cô kia nói rồi, cô vừa nói đó, áp suất thì nó bị ảnh hưởng, nó ảnh hưởng thì đến chúng ta quan tâm đến số mol khí hai vế phản ứng. Thì chúng ta không quan tâm đến chất lỏng và chất rắn nhá. Rồi, thế thì các bạn nhìn cho cô bây giờ đọc lại lý thuyết nào. Bây giờ người ta hỏi tăng áp suất thì người ta nhớ tăng áp suất thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều giảm số mol khí. Và bây giờ các bạn nhìn cho cô trong phản ứng số 1, chiều thuận hay chiều nghịch là chiều giảm số mol khí. Như cô vừa phân tích nào, có phải chiều nghịch là chiều giảm số mol khí đúng không? Từ bên này là 2 mol khí nó chuyển dịch qua chiều này là 1 mol khí, từ 2 chuyển dịch sang 1 là giảm mol khí. Vậy chúng ta kết luận khi tăng áp suất thì cân bằng số 1 chuyển dịch theo chiều nghịch là chiều giảm số mol khí. Được chưa? Rồi, nếu như giáo viên trên trường có hỏi các bạn thì các bạn cũng sẽ giải thích giống như cô như thế nhé. Được chưa nào? Rồi, các bạn trả lời đúng rồi, chiều nghịch là đúng nhé. Rồi, ok, hiểu vấn đề không? Thế bây giờ các bạn sẽ làm giúp cô cái ví dụ số 2. Các bạn trả lời giúp cô nào, nếu như cô tăng áp suất thì cái cân bằng số 2 này của cô nó sẽ chuyển dịch theo chiều thuận hay chiều nghịch nào? Rồi, làm được ví dụ số 2 nghĩa là chúng ta hiểu được cái phần này. Các bạn làm cho cô và cho cô đáp án nhé. Rồi, trả lời giúp cô thử xem nào. Mạnh dạn mấy đứa. Mạnh dạn trả lời nhé. Bạn phát, phát mà 2K8 mà phát. Trời ơi. Rồi. Minh Quân 2K7 nhớ cô quá trời. 2K7 lát nữa gặp cô ngay thôi nhé. 9 giờ gặp cô ha. Chà sao mới mà 8 rưỡi rồi, nhanh thế mấy đứa. Nhanh quá rồi rồi các bạn ơi, nhanh lẹ lẹ rồi, chúng ta còn đi qua câu tiếp theo, chúng ta còn qua giải trắc nghiệm lý thuyết nữa nào. Rồi, cho cô biết nào, cái cân bằng số 2 chuyển dịch theo chiều nào khi tăng áp suất? Bạn Đặng Phát là không theo chiều nào cô ơi. À, người ta hỏi là chuyển dịch theo chiều thuận, chiều nghịch hay là không chuyển dịch nhé. Bạn Hoàng Quyền, hai cái này bằng nhau phải không cô? Bây giờ cô chưa biết. Bây giờ cô thấy đa số các bạn đang chọn cái đáp án là không chuyển dịch, đúng không? Thế cô sửa nhé.
Rồi chúng ta nhìn cho cô nào ở phía trước, cô có cái này là khí đúng không? Là mấy mon khí? Một 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 cộng một là ở phía trước cô có mon khí là hai. Cô có phía trước phản ứng tổng số mon khí là bằng hai nè. Rồi phía sau phản ứng chỗ này là một một nữa đúng không? Thì tổng mon khí phía sau phản ứng cũng là hai. Thì bạn thấy là mon khí phía trước phản ứng và phía sau phản ứng có là hai vế của cái phản ứng này có tổng số mon khí bằng nhau. Nghĩa là gì? Các bạn nhớ lại cho cô cái câu nói này mà cô vừa nói đó. Áp suất nó sẽ không ảnh hưởng đến cái phản ứng mà có tổng hệ số ti lượng, tức là tổng cái hệ số cân bằng của các chất khí ở hai vế là bằng nhau. Đó, các bạn hiểu câu này. Còn nếu như số mol khí ở hai vế mà bằng nhau thì áp suất nó sẽ không ảnh hưởng, tức là nó không làm chuyển dịch cái cân bằng đó. Và cho nên chúng ta chốt trong cân bằng số 2 thì nó sẽ không chuyển dịch nhé. Được chưa? Vì số mol khí hai vế bằng nhau. Rồi, được chưa nào? Nắm được chưa mấy đứa? Có bạn nào lăn tăn gì thêm không? Rồi, bạn nào hiểu được bài thả tim cô biết nào? À, sẵn tiện cô nhắc luôn, bạn nào đang xem livestream, các bạn muốn vào cái nhóm 2K8 của cô để mà trao đổi học tập thì mấy đứa vào cái nhóm mà cô ghi vào phần bình luận nhé, vào cái nhóm 2K8 học giỏi hóa cùng cô Liên các bạn, để các bạn có thể trao đổi học tập với nhau trong đó, và cô sẽ cũng sẽ đăng một số cái tài liệu cho các bạn tham khảo ở trong nhóm đó nhé. Rồi, ok. Chúng ta xong nhở? Rồi, chúng ta đã xong lý thuyết, chúng ta lật qua cho cô. Ủa khoan, từ từ, chúng ta còn một số cái câu chỗ này nữa, chúng ta điền luôn đi bây đó. Sẵn tiện điền cho cô các cái ô trống này luôn đi để chúng ta nắm chắc luôn lý thuyết. Cũng là hai cái ví dụ ở trên các bạn. Chúng ta cùng cô đi nói về cái yếu tố biến đổi, đó là yếu tố tăng nhiệt độ. Khi chúng ta tăng nhiệt độ, các bạn trả lời nhanh giúp cô nào, cái cân bằng số 1 nó sẽ chuyển dịch theo chiều nào? Rồi, chúng ta ôm lại ba cái yếu tố mà chúng ta vừa đề cập và làm nhanh giúp cô. Cân bằng số 1 sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi cô tăng nhiệt độ nào? Rồi, áp dụng nhanh giúp cô, trả lời thử xem. Bây giờ chúng ta trả lời chính xác hết chưa nhé? Rồi, mạnh dạn luôn mấy đứa ơi. Rồi, cho cô biết. À, bạn Hoàng Quyền trả lời là chiều thuận. Bạn Thảo Vân trả lời là chiều thuận luôn. Rồi, có ai đáp án khác nữa không? Chúng ta trả lời nhanh giúp cô để chúng ta đi qua phần trắc nghiệm lý thuyết nhé. Các bạn xác định cho cô delta H của này là delta H dương. Delta H dương thì chúng ta suy ra chiều thuận là gì mà đó? Chiều thuận là chiều của phản ứng gì? Chiều thuận là chiều phản ứng thu nhiệt đúng không? Rồi, nè, delta H dương là chiều thuận là phản ứng thu nhiệt. Rồi, còn chiều nghịch, ngược lại chiều nghịch là chiều tỏa nhiệt. Các bạn có thể ghi tách tách là chiều tỏa tỏa nhiệt, các bạn ghi cho nó đỡ tốn thời gian nhé. Chiều tỏa là ok. Và chúng ta nhớ là kiến thức khi tăng nhiệt độ, cái câu thần chú nào, tăng thu nghĩa là khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt. Chiều thu nhiệt là chiều thuận đúng không? Thế chúng ta chốt cân bằng số 1 chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. Vậy cho cô biết cân bằng số 2 chuyển dịch theo chiều nào nào? Rồi, chốt luôn mấy đứa ơi, trả lời giúp cô nào. Chốt nhanh luôn nhé. Chúng ta có phản ứng số 2 có delta H âm đúng không? Delta H âm là phản ứng tỏa nhiệt các bạn. Có nghĩa là suy ra chiều thuận. Cô sẽ ghi tắt nha, chiều thuận là chiều phản ứng tỏa nhiệt. Cô sẽ ghi tắt nhé, chiều thuận là bằng với chiều tỏa nhiệt nè, cô viết tắt như vậy ha. Và ngược lại, chiều nghịch sẽ là chiều của phản ứng thu nhiệt. Được chưa? Bây giờ chúng ta lại trả lời tăng nhiệt độ, tăng thu là gặp tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt. Chiều thu nhiệt là chiều nghịch, chúng ta khẳng định luôn câu cái phản ứng số 2 chuyển dịch theo chiều nghịch nhé. Rồi, được chưa? Cô đã thấy các bạn trả lời đúng rồi. Good job. Chúng ta nói về yếu tố nồng độ của các chất. Người ta nói là khi chúng ta thêm một lượng hơi nước vào. Các bạn cho cô biết, khi chúng ta thêm hơi nước vào phản ứng số 1 thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? Rồi, nói về cái yếu tố nồng độ của các chất đó mới được. Khi chúng ta thêm vào phản ứng số 1 một lượng hơi nước thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào? Rồi, ok. Mạnh dạn trả lời cho cô nha mấy đứa. Chúng ta hiểu bài, chúng ta trả lời đúng và chắc chắn là chúng ta hiểu bài rồi đó.
Ok. Rồi, các ai trả lời chưa nhở? Cô đang chờ đáp án của mấy đứa. Chưa ai trả lời được nào. Bạn Hoàng Quyền là Triều Thuận. Ok, chúng ta chốt nào. Khi cô thêm một lượng hơi nước, tức là cô thêm hơi nước vô đây. Thì các bạn nhớ là cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều làm giảm cái lượng hơi nước đi. Mà muốn giảm lượng hơi nước thì các bạn phải hiểu là cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều thuận. Vì sao? Các bạn hiểu là lúc bây giờ nếu như xảy ra theo chiều thuận thì cái hơi nước này nó sẽ phản ứng với carbon để sinh ra thêm cái lượng CO và hydrogen. Có nghĩa là thành hơi nước nó phải phản ứng là nó mất đi đúng không? Nó mất đi để nó mới sinh ra được hai này. Mà nó mất đi thì nó giảm đi chứ còn gì nữa. Đúng không nào? Đó, và cho nên chúng ta kết luận cái này phản ứng theo chiều thuận. Chuẩn nhá. Rồi, được chưa? Rồi. Và thì cân bằng số 2 chuyển dịch theo chiều nào? Các bạn nhìn cho cô, phản ứng số 2 cũng tương tự đúng không? Đòi nước đâu phía trước phản ứng. Chúng ta thêm vào đây một lượng hơi nước thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều thuận luôn. Để cái hơi nước này nó tham gia phản ứng nó mất đi. Nó mất bớt đi thì nó mới sinh ra được hai thằng này. Thì có nghĩa là cái lượng hơi nước nó mới giảm đi nhá. Và chúng ta kết luận cái phản ứng này cũng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Đúng không các bạn ơi? Nắm được chưa? Rồi. Ok, Trung Kiên. Trung Kiên học sinh lớp nào thấy quen quen, tên quen quen ta. Rồi chúng ta xong nhá. Chúng ta nói về cái ý tiếp theo đó là thêm cái khí hydrogen vào. Rồi bạn nào còn yếu cái phần nồng độ đâu? Trả lời giúp cô xem. Khi chúng ta thêm hydrogen vô đây thì phản ứng số 1 chuyển dịch theo chiều nào mà nhớ? Phát chiều hoàng hôn là cái gì? Phát. Trời ơi là phát. Rồi trả lời giúp cô nào các bạn. Khi có thêm lượng khí hydrogen vào cái phản ứng số 1 thì phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều. Chiều gì nào? Rồi Kiều Trinh đọc đúng rồi nè. Còn ai nữa? Trời ơi, sao? Bí rồi mấy đứa. Chúng ta phân tích nào, khi cô thêm vào đây một lượng hydrogen thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều làm giảm cái lượng hydrogen này đi. Muốn giảm cái hydrogen thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều nghịch đúng không? Để làm chi? Để lúc bấy giờ hydrogen nó tham gia phản ứng với CO theo chiều nghịch nó tạo ra hai cái thành ban đầu mà nó có phản ứng thì nó sẽ giảm đi đúng không mấy đứa? Các bạn hiểu là nó tham gia phản ứng là nó phải mất đi một lượng nhất định thì nó mới sinh ra được thêm hai cái chất này đúng chưa? Thì nó mất đi nghĩa là nó giảm đi, đúng chưa nào? Vậy cho nên các bạn chốt cân bằng này sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch nhé. Rồi còn bạn nào mà cảm thấy không có thể nắm được, các bạn thấy là hiểu nhưng mà chúng ta còn chưa có áp dụng được nhanh đấy mấy đứa, thì các bạn có thể áp dụng thêm một cái mẹo như sau. Nếu như chúng ta thêm một cái chất ở bên phía bên tay gì, phía bên tay này là bên tay tay phải đúng không, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều qua bên tay trái. Thấy có cái mẹo thế thì nắm dễ hơn chưa? Tức là chúng ta hiểu rồi nhưng mà chúng ta áp dụng còn chậm á, thì các bạn có thể áp dụng theo cái mẹo nào. Nếu như chúng ta thêm vào đây một lượng chất ở bên phía bên tay trái đúng không, thì cân bằng sẽ chuyển dịch qua phía bên tay phải là chiều thuận nào. Ví dụ như lúc này cô thêm vào đây nước thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều thuận là phía qua phía bên tay tay phải. Và ngược lại, nếu như cô cho vào đây một một cái lượng ở phía bên tay phải, có nghĩa là cô cho thêm hydrogen vô là cái chất ở phía bên tay phải đúng không? Thì ngược lại cân bằng này sẽ chuyển dịch theo chiều bên tay trái là chiều nghịch đúng không? Từ này qua này là chiều bên tay trái là chiều nghịch, được chưa nào? Rồi đó là cái mẹo, được không? Rồi thế chúng ta trả lời luôn cho cô. Nếu như cô thêm hydrogen vào thì ở cái phản ứng số 2 sẽ chuyển dịch theo chiều nào? Áp dụng mẹo chúng ta thấy giống y chang phản ứng một đúng không? Rồi cô thêm hydrogen là cô đang thêm ở phía bên tay phải thì cân bằng phải chuyển dịch qua phía bên tay trái. Qua phía bên tay ta trái là từ phải qua trái là chiều nghịch. Được chưa? Rồi. Được chưa nào? Nếu tay trái là chiều thuận hả cô? Là sao cô chưa hiểu lắm? Các bạn có hiểu nào, bây giờ cô đang thêm vô đây một lượng hydrogen là cô đang cho ở bên này là bên bên tay phải của mình đúng không? Thì cân bằng bắt buộc nó phải chuyển dịch qua phía bên này nè. Hiểu không? Mình cho vô bên này thì cân bằng nó phải chuyển dịch qua phía bên này là chiều ngược lại. Được chưa? Đó, thì các bạn thấy qua phía bên này là chiều nghịch thôi. Rồi, yếu tố cuối cùng chúng ta nói là yếu tố xúc tác. Thì các bạn chú ý cho cô là yếu tố xúc tác sẽ là yếu tố không làm cân bằng này chuyển dịch nhé. Được chưa? Đó là cái cuối cùng mà chúng ta cần lưu ý ở đây.
đó là chất xúc tác làm tăng cái tốc độ của cái phản ứng thuận và phản ứng nghịch với cái số lần như nhau, nên nó làm cho cái phản ứng nhanh đạt tới trạng thái cân bằng mà không làm chuyển dịch cân bằng nhau nữa. Không làm chuyển dịch cân bằng có nghĩa là bạn nhớ cho cô, yếu tố xúc tác là yếu tố không làm cân bằng của chúng ta chuyển dịch, được chưa? Rồi chúng ta xong rồi, đó là chúng ta trong cái lý thuyết của cả buổi hôm nay rồi đó, tất cả các kiến thức mà chúng ta cần lưu ý về phần cân bằng hóa học cũng như là chuyển dịch cân bằng. Các bạn nắm được bài hết không mới đứng? Nắm được bài hết không nhở? Rồi ví dụ số 4 các bạn về nhà làm được không? Chúng ta cùng cô đi qua giải trách nhiệm lý thuyết. Lật cho cô qua trang tiếp theo, chúng ta giải cùng cô trách nhiệm nhiều phương án lựa chọn nhé. Ok. Rồi vào việc luôn mới đứng. Trước khi nghỉ chúng ta còn tầm 15 phút đúng không? Chúng ta cùng cô giải một vài câu trắc nghiệm ở phía dưới để chúng ta ôn chắc lại kiến thức mà chúng ta vừa mới học. Buổi hôm sau các bạn nhớ buổi học số 2 nha, buổi học số 2 chúng ta sẽ học vào thứ năm. Thứ năm tuần này nhé, thứ năm tuần này có là ngày mốt á. Chúng ta cũng sẽ học vào 19:30 ở trên bay luôn, được chưa? Thì các bạn nhớ lịch buổi sau học cùng cô nhé, còn tài liệu thì cô sẽ up vào buổi trưa ngày thứ năm. Trưa thứ năm cô sẽ up tài liệu cho mấy đứa để mấy đứa in ra, rồi tối thứ năm mấy đứa lên học cùng cô. Và buổi trưa ở nhằm buổi tối thứ năm đó chúng ta sẽ cùng cô giải tiếp trách nhiệm lý thuyết của cái phần này để chúng ta nắm chắc hơn về kiến thức phần này, được chưa? Rồi hôm nay chúng ta giải trách nhiệm lý thuyết và có thể có thêm bài tập chẳng hạn. Chúng ta cùng cô nói về trách nhiệm phương án, chúng ta giải các câu trách nhiệm phương án nhiều lựa chọn, nhiều phương án lựa chọn chứ. Trước khi cô giải thì các bạn ơi, cho các bạn tầm 3 phút đến 4 phút các bạn làm cho cô một vài câu trước, cô thử xem nào. Làm cho cô tầm 10 đến 15 câu rồi cô sẽ sửa. Rồi làm giúp cô đi nào, làm trước cô nhé. Chúng ta có làm cho cô 10 đến 15 câu rồi cô sẽ sửa mới được. Sau khi chúng ta học lý thuyết thì bây giờ chúng ta áp dụng vào, chúng ta giải trách nhiệm lý thuyết, chúng ta giải được thì có nghĩa là chúng ta nắm được bài nhé. Rồi, ok. Các bạn đợi cô miếng nước rồi cô sửa. Tuấn Huỳnh 2K6 đúng không? Rồi. Ok. Rồi các bạn cứ làm đi, làm các bạn khoanh đáp án vào trong đề cương á, rồi sau đó cô sẽ sửa, được chưa? Các bạn khoanh đáp án vào trong đề cương trước. Rồi cô sửa nhé. Bạn nào 2K7 đang còn ở đây lớp VIP 2K7 thì các bạn đợi cô nha. Hôm nay lớp VIP 2K7 học lúc 11 lúc 21 giờ như vậy đó, là 9 giờ tối nhé. Rồi. Xong chưa mấy đứa ơi, cô bắt đầu sửa nhở, sửa luôn để cô còn 9 giờ là cô phải nghỉ rồi, cô đi dạy các anh chị 2K7. Các bạn nhớ là ngày thứ năm ha, thứ năm chúng ta sẽ có cái buổi học số 2 cũng là từ 19:30 đến 21 giờ tại cái fanpage nhá. Rồi quốc lô mấy đứa, bắt đầu nào, cho cô đáp án ngay câu đầu tiên, câu số 1. Đề bài cho phản ứng thuận nghịch là phản ứng như thế nào? Câu 3, phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện, đúng không mới đứng? Câu A đúng không? Đúng, chúng ta thấy ngay câu 1 là A rồi. Phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một cái điều kiện. Câu này đúng. Câu B là có cái phương trình hóa học được biểu diễn bằng mũi tên một chiều là sai rồi ha. Câu C chỉ xảy ra theo một chiều là sai, và câu D xảy ra giữa hai chất khí là cũng sai luôn. Rồi chúng ta cùng cô phân tích câu 2. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch? Rồi chúng ta có ngay câu này, nhắm mắt chúng ta chọn được cũng phải là đáp án B. À, câu này nhắm mắt là chọn được rồi. Chúng ta thấy có dấu mũi tên hai chiều. Chúng ta qua câu 3, phản ứng nào sau đây là phản ứng bất thuận nghịch? Bất thuận nghịch nghĩa là phản ứng không có thuận nghịch đấy mấy đứa. Là phản ứng gì? Không thuận nghịch là phản ứng một chiều đúng không?
Trong câu đáp án câu số 3, chúng ta chọn ngay là câu C đúng chưa? Phản ứng một chiều. Câu số 4 nào? Phản ứng thuận nghịch không thể đạt hiệu suất nào sau đây? Chà. Như lý thuyết cô vừa đưa ra thì các bạn có phản ứng thuận nghịch nó không thể có hiệu suất bao nhiêu mới được? Nào nào trả lời giúp cô đi, mạnh dạn comment đáp án đi mấy đứa. Sao mấy đứa ngồi im re như coi me thế? Chúng ta có ngay là 100% đúng không? Phản ứng thuận nghịch như cô có vừa nhấn mạnh thì hiệu suất của phản ứng thuận nghịch sẽ luôn là một cái giá trị bí hơn 100%. Nó không bao giờ đạt 100% nhé. Câu số 5. Cân bằng hóa học liên quan đến loại phản ứng nào sau đây? Chúng ta có cân bằng hóa học thì nó chỉ có xảy ra đến gì? Nó chỉ có xảy ra đối với cái phản ứng thuận nghịch. Chúng ta chọn câu B. Câu tiếp theo, câu số 6. Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch ở trạng thái cân bằng. Chúng ta vừa nói ở tại trạng thái cân bằng thì tốc độ phản ứng thuận và tốc độ của phản ứng nghịch phải bằng nhau nhá, và nó phải khác không nhiêu đó. Cái này giờ là dấu khác đó mấy đứa. Các bạn thêm dấu khác vào cho cô ha. Rồi, ok chưa? Nói về câu số 7. Dạy câu 7 nào, điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào dấu ba chấm. Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ của phản ứng thuận như thế nào so với tốc độ của phản ứng nghịch mấy đứa? Có phải là bằng nhau đúng không? Chúng ta chọn câu B đúng rồi. Câu số 8. Điền vào khoảng trống sau bằng cụm từ thích hợp. Cân bằng hóa học là cân bằng chấm 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 vì khi ở trạng thái cân bằng phản ứng chấm chấm chấm. Rồi, lý thuyết như lúc nãy cô vừa nhấn mạnh với các bạn thì cân bằng hóa học phải là một cân bằng gì? Phải là một cân bằng động đúng không? Phải là một cân bằng động. Vì khi ở trạng thái cân bằng thì các cái phản ứng vẫn tiếp tục xảy ra, đúng chưa? Vậy chúng ta chọn câu D, được chưa nào? Rồi, câu số 8 đáp án D, đúng chưa? Rồi, good job, đúng rồi. Câu số 9, biểu thức tính hằng số Kc của phản ứng tổng quát này là gì? Rồi, chúng ta vừa mới học lý thuyết xong. Kc sẽ bằng tích nồng độ của các chất xơ phản ứng với cái số mũ tương ứng. Đúng không? Rồi chia cho tích nồng độ các chất trước phản ứng với số mũ tương ứng. Chúng ta chọn câu A, được chưa nào? Câu số 10, biểu diễn cái biểu thức tính hằng số Kc của phản ứng này. Rồi, chúng ta áp dụng công thức chúng ta thế vào thì ta có Kc sẽ bằng nồng độ của cái HI này sao? Tất cả mũ 2 đúng không đó? Đây, hệ số bằng mũ 2 là tất cả mũ 2 chia cho nồng độ của H2 nhân với nồng độ của Y2. Chúng ta thấy ngay công thức của câu A là công thức phù hợp. Chúng ta chốt câu A nhé. Rồi, câu 10A đúng. 11 nào. Cho phản ứng hóa học như sau. H2 cộng Br2 tạo ra 2HBr. Biểu thức Kc của phản ứng này cũng rất là dễ luôn, chúng ta sẽ tính bằng cách lấy nồng độ của HBr tất cả mũ 2 chia cho nồng độ của hai này nhân với nhau. Chúng ta có câu B, đúng chưa? Rồi 11B chuẩn. Chúng ta qua câu 12. Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số Kc của cái phản ứng này? Cho cô biết câu số 12 nào. Câu 12, các bạn sẽ có ở đây, các bạn chú ý cho cô, cái hằng số Kc của chúng ta thì chúng ta chỉ tính đối với các chất khí và chất lỏng nhé. Chúng ta không tính đối với chất rắn mới đó. Cái là chất rắn thì nó không có trong cái biểu thức tính hằng số Kc các bạn nha. Vậy cho nên chúng ta sẽ có Kc sẽ bằng nồng độ của CH4 chia nồng độ của H2 tất cả bình phương thôi. Chúng ta phải chọn câu D, được chưa? Nó không có cái thằng C nhé, tại vì nó ở thể rắn, được chưa các bạn? Chữ S là ký hiệu của từ so đấy, là chất rắn đấy, đúng không? Rồi, câu 12 đáp án D chứ các bạn. H2 tất cả mũ 2 chứ, đúng không? Nó có cái mũ 2 mà. Rồi, bạn nào chọn câu A là các bạn bị nhìn nhầm đấy các bạn ơi. Mình không biết làm mà mình bị nhìn nhầm, đúng không? Thiếu dấu mũ 2 là mình sai ngay đấy. Rồi, ta qua câu số 13. Biểu thức tính hằng số cân bằng của cái phản ứng sau là gì? Rồi, cho cô biết nào. Câu số 13. Chúng ta có phản ứng này là gì? CaO cộng CO2 ra CaCO3. Thì các bạn nhớ cho cô cái thằng chất rắn nè là không có xuất hiện trong cái hằng số cân bằng. Vậy thì Kc của chúng ta là bằng 1 chia cho nồng độ của CO2. Đáp án D luôn, đúng không? Nhá, chất rắn là không có nha, không có trong cái biểu thức Kc nha. Rồi, câu 13 đáp án D chuẩn.
Câu 14 nào. Hàm số cân bằng KC của một cái phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? Rồi cho cô biết nào. Chúng ta có nói rồi đúng không? Lý thuyết cô cũng đã nhấn mạnh là hàm số KC nó chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là nhiệt độ và gì? Và bản chất của phản ứng đúng không? Chúng ta chọn ngay câu B được chưa nào? Câu số 15. Nhận xét nào là sau đây là không đúng đối với các cái phát biểu bên dưới, là phát biểu nào không đúng với nhau? Cho cô biết nào, nhận xét nào không đúng. Câu A, trong cái phản ứng một chiều, các chất sản phẩm không phản ứng được với nhau tạo thành chất ban đầu. Đúng không ạ? Rất đúng đúng không? Nếu như trong phản ứng một chiều thì A cộng B tạo ra C cộng D thôi. Chứ các chất sản phẩm thì nó không thể phản ứng để sinh ra các chất ban đầu. Cho nên câu này đúng. Rồi câu B, trong phản ứng thuận nghịch, các chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất ban đầu. Câu này cũng đúng luôn chứ, đúng không? Người ta nói là trong phản ứng thuận nghịch, nếu như là A cộng B mà hai chiều ra C với D, thì các chất sản phẩm là CD có thể phản ứng với nhau để tạo thành các chất ban đầu. Quá đúng rồi chứ, đúng không? Câu C, phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn. Câu này chắc chắn là câu sai. Các bạn nhớ cho cô, lúc nãy cô có nói phản ứng một chiều là cái phản ứng thường nó xảy ra hoàn toàn. Tức là thường nó sẽ là cái phản ứng đạt cái hiệu suất 100% nhé. Rồi cho nên câu C sai. Còn câu D, phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng một điều kiện. Thì câu này chắc chắn đúng rồi, được chưa? Rồi chúng ta qua câu 16. Hỏi phát biểu nào sau đây là đúng trong câu 16 các bạn? Cho cô biết đáp án câu 16 nào. Bạn Hoài bảo 2K6 ôn lại được không cô? 2K6 bây giờ là đi đại học rồi, đi học đại học rồi đúng không? Lên đại học mới được có gặp mấy cái này không? Các bạn sẽ học hóa đại cương đấy, nhưng mà không biết các bạn gặp mấy này không? Câu số 8, 16, câu A, bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng, đúng không? Các bạn chú ý là sai, chỉ có cái phản ứng thuận nghịch thì mới có cái trạng thái cân bằng thôi nhé. Câu B, khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại. Chúng ta thấy sai ngay đúng không? Như lúc nãy cô có nói là phản ứng thuận nghịch thì đến cái trạng thái cân bằng nó vẫn tiếp tục xảy ra với tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. Câu C, chỉ có phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học, đúng không? Người ta đang hỏi phát biểu đúng mới đó. Thì câu C đúng. Còn câu D nào? Câu D người ta nói là ở trạng thái cân bằng khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau. Câu này thì chưa chắc mới được. Khối lượng. Ủa khoan từ từ. Ở trạng thái cân bằng khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau. Đúng không? Nó sai vì sao? Người ta nói là sai vì ở trạng thái cân bằng thì nồng độ của các chất trong phản ứng thuận nghịch mới được giữ nguyên thôi. Chứ còn khối lượng thì chúng ta không có, không đề cập nhé. Vậy cho nên chúng ta có câu đúng ở đây sẽ là phải là câu C, đúng chưa? Học toán cao cấp. Toán cao cấp là cô không học nhé. 2K7, 2K7, 9 giờ mới dậy nha. 9 giờ cô mới lên 2K7 nha Văn Thịnh. 9 giờ thì cô mới dậy ở trong lớp VIP ha, Thịnh ha. Hôm nay lịch học của 2K7 là 21 giờ mà. Rồi 2K8 cuối cùng cô hai câu nữa rồi chúng ta nghỉ nào. Để cô còn qua dạy các anh chị 2K7. Chứ không là thăm giờ. Câu 17. Phát biểu nào sau đây về một cái phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng là sai? Câu A, tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch. Câu này rất đúng, đúng không? Câu B, nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng là không đổi. Đúng không ta? Nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp là không đổi. Các bạn đọc câu này, các bạn đang phân vân thì các bạn đọc cho cô các ý sau để chúng ta loại trừ ha. Câu C, nồng độ mol của các chất phản ứng luôn bằng nồng độ mol của các chất sản phẩm phản ứng. Và câu D, phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra. Thì câu câu D chắc chắn là câu đúng rồi. Vậy giữa câu B và câu C thì câu nào sai mới đúng? Câu nào sai các bạn ơi? Có phải chúng ta sẽ thấy câu sai là câu C đúng không? Vì sao sai? Nó sai vì chúng ta có là nồng độ mol của các chất tại trạng thái cân bằng là không đổi thôi. Chứ còn nồng độ mol của các chất phản ứng trước ở phản ứng và các chất siêu phản ứng nó luôn bằng nhau là không đúng nhé.
chưa chắc nó bằng nhau đó. Nồng độ của các chất tại trạng thái cân bằng là không đổi, có là cái ý B nè. Nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng là không đổi, có là tại trạng thái cân bằng thì nồng độ các chất không đổi là chuẩn. Còn nồng độ mol của các chất phản ứng luôn phải bằng nồng độ mol của các chất sản phẩm thì câu này chưa chắc, nó có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau đều được, được chưa? Rồi tóm lại câu C sai, câu 18 đó. Câu 18 hỏi phát biểu nào sau đây về phản ứng ở trạng thái cân bằng là không đúng. Câu cúng cùi mới đây. Rồi cô phải đi nghỉ để dạy các anh chị 2K7 rồi. Những câu còn lại cô sẽ sửa vào buổi hôm thứ năm nhé. Câu 18, phát biểu nào sau đây về phản ứng ở trạng thái cân bằng là không đúng. Câu A, các phản ứng thuận và phản ứng nghịch diễn ra với tốc độ thay đổi là như nhau. Câu tiếp theo, câu B, nồng độ của chất phản ứng và chất sản phẩm không thay đổi. Đúng không nhỉ? Và câu C, nồng độ của các chất phản ứng bằng nồng độ của các chất sản phẩm. Và câu D, các phản ứng thuận và nghịch tiếp tục xảy ra. Câu này các bạn thấy có phải na ná giống với câu 17 ở trên đúng không? Câu sai vẫn là câu gì mới đó? Vẫn là câu C thôi, nồng độ của các chất phản ứng bằng nồng độ của các chất sản phẩm, cái này là không có bắt buộc. Nồng độ của các chất phản ứng với có là chất phía trước và chất phía sau thì chưa chắc nó phải bắt buộc phải bằng nhau mới đó. Nó có thể khác nhau, được chưa? Và đọc qua bốn câu này thì các bạn thấy câu sai sẽ là câu C nha. 18B, 18B là nồng độ của các chất phản ứng và sản phẩm không đổi là đúng, tại vì tại trạng thái cân bằng là nồng độ của các chất là luôn không thay đổi, được chưa? Được chưa? Nó phải là giữ nguyên. Còn câu A là các chất, các phản ứng thuận và phản ứng nghịch diễn ra với tốc độ như nhau. Đúng rồi, tốc độ thay đổi như nhau, đúng. Được chưa nào? Rồi, tóm lại câu C, nó vẫn là câu sai, nó giống với câu 17 luôn mới đó. Được chưa nào? Rồi, mấy giờ bạn Thùy Linh ngày ngày thứ năm á hả? Thứ năm thì chúng ta sẽ học vào cũng khoảng là 19:30 đến 21 giờ, nhớ cho cô nha, 2K8. 2K8 nhớ thứ năm, tối thứ năm lên học tiếp cùng cô nhé. Rồi chúng ta có cho cô nào từ câu 19 trở đi đến các câu ở phía sau này là các câu lý thuyết liên quan đến kiến thức hôm nay chúng ta học, các bạn về nhà làm tiếp để hôm sau cô sửa nhé. Hôm sau cô sẽ tiếp tục sửa các câu này và cô sửa thêm các câu khác nữa. Thì các câu khác là tài liệu khác đấy, cô sẽ đăng cho các bạn vào trưa ngày thứ năm để các bạn in ra rồi tối ngày thứ năm lên học cùng cô, được chưa? Rồi ok, chúng ta nghỉ thôi. Rồi hôm nay các bạn nắm được bài không nhở? Ai nắm được bài thả tim cô biết nha. Còn ai có thắc mắc gì thì các bạn có thể hỏi cô. Còn bây giờ thì chúng ta nghỉ để cô đi dạy các anh chị 2K7. Lớp chúng ta cũng vừa học xong đúng 1 tiếng rưỡi là hết giờ rồi đó. Rồi ok Hoàng Quyền, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye 2K8, hẹn gặp 2K8 vào tối thứ năm nhé. Nhớ lên chuyến cùng cô tiếp theo ha. Rồi chúng ta nghỉ. Bye bye các bạn. Rồi cô đi, cô phải đi dạy rồi đây. Cô dạy K2. Rồi bye bye các bạn, ta nghỉ. Chúc mấy đứa ngủ ngon.